Ok, chào tất cả mọi người ha. Thì bữa nay là ngày 11 tháng 6 à. Thì cũng giờ cũng 2 giờ chiều mình đi gửi hàng ha. Xe 3 giờ chạy đây, thì giờ mình phải chạy đi gửi. Mình muốn đi sớm mình phải bỏ công ra mình chạy đi ha. Làm sáng giờ cũng mệt đây. Bữa nay mới nhận được cái máy của anh Đô đây, ảnh bên 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 Lức Long An à. Mà về anh đi trục trặc à, cái gì ta, với điện đầu ra không có gì á, anh chập gì chết tê nờ đầu ra rồi mình cũng mới thay lại ha, chỉ cộng khí lại thôi. Để mới nhận cái đợt rồi mình cũng mới sửa luôn ha. Đó, thì bữa nay có bán được cái máy mới đây ở Chợ Gạo Tiền Giang ha. Đó, dịch bệnh thì giờ ta đăng ký mua đặt mẹ rồi giao tới khỏi chạy xuống nhà ha. Đó, còn máy này thì có anh Trường. Đó, anh Trường này thì đợt trước con IC55 có làm lại cái máy anh á, anh mua lâu rồi làm lại á. Này con IC55 quên gắn con linh con điện đi qua nên nó bị cháy IC55 mới gửi xuống ha, với hư cái quẹt là giờ mình cộng 100.000 tiền ship ha. Thì tính tiền cái quẹt với mấy con linh kiện đó tiền ship luôn thì 100.000 à. Đó. Còn dưới máy dưới đây thì có anh Tân ở Hậu Giang ha, Phụng Hiệp Hậu Giang, thì máy này sửa 500 ngàn đấy. Thì bữa nay cũng có nhận còn hai cái máy đây, có anh Tự ở Bạc Liêu đây, thì máy anh hư cũng te tua, máy này mua của mình 12 feet lớn ha. Đó, thì thời hồi xưa đây mình cũng mới mở đắp ra mà điện thoại không bắt máy thì mình cũng không có sửa được ha. Thì anh em nhớ lưu ý gửi máy cho mình thì phải giữ điện thoại ha. Đó, đi tới kẹp bình xẹt xẹt vậy luôn à mới hư máy đó. Còn cây này có anh ở anh Duy ở Kiên Giang quá chứ nói, thì ảnh cũng gửi là trong đây là một cái máy của mình ha. Đó, mà máy này mình chưa test á, cây nó còn chạy không mà không biết nó vấn đề gì ha. Thấy như trái một con phép tèm đây à, đó là mình sẽ hỏi thì biết xử lý ảnh ha. Với ảnh cũng có cái máy này anh gửi thêm sửa đây, mà giờ mình cũng chưa điện được á, điện chưa bắt máy thì giờ mình đi gửi đồ ha. Khi nào mình ta bắt máy thì mình sẽ ấy lại. Thì anh em lưu ý ha, nhớ gửi cho máy cho mình thì nhớ giữ cái điện thoại, đừng mình điện tới mình hỏi máy anh em hư cái gì rồi mình mới sửa, chứ không phải mình gửi là mình sửa ha. Nói chung phải nói tới, còn nếu anh em mà không không có gì ta không có bắt máy thì trong vòng mấy ngày là mình không đụng tới máy ha. Đó, thì phải hỏi trước đừng cách mình xử lý, điện áp mạnh hay yếu hay sao hay lỡ nó trục trặc sao sao đó, ý là sửa cho là vừa lòng anh em chứ không phải là kiểu như mình làm máy chạy lấy tiền ha. Đó, thì máy móc anh em cũng lưu ý ha, mình vận chuyển mình sửa máy test thành công chạy ok ngon lành hết rồi mình mới gửi anh em tới, anh em lỡ xui xui làm khi nó không chạy cái anh em nói ủa cái máy mới sửa tôi ăn tiền gì mà nó không chạy này kia, với công anh em nóng qua nóng lại. Thì nói chung là anh em mấy người nhịn nhường nhịn chút em nói à, giờ cái giờ thí dụ giờ đi gửi đơn hàng đi, giờ em gửi mấy đơn hàng này à, là cái thằng shipper nó phải chạy xuống nhà em lấy à, nó bỏ vô cái kho, là cái kho người ta phải lên quá đơn bắt đầu mới ra chiếc xe, mà chiếc xe phải xuống xe xong kia nhập lại quá đơn rồi thằng shipper nó mới lấy. Thì trong công trình 4-5 đoạn đường đó nhiều khi ta lỡ tay ta đứt hay gãy bọc hay hư gì đó thì máy không chạy, thì anh em thông cảm, anh em gửi về đi mình cộng phí, thì người chịu bên người bên là vài chục ngàn tiền phí à, người bên là xong. Này mình coi lại cho mình bỏ công, lỡ đồ đạc có hư mình bỏ ra mình sửa lại cho. Nói chung là anh em yên cái tâm cái vụ đó ha, về vấn đề đó ha. Đó, thì giờ cũng chiều rồi, thì anh em nào có coi clip này thì nhớ là máy nhớ gửi mình sửa, là máy nào cũng không biết. Máy mình hay máy nào cũng biết, phải nhớ giữ điện thoại trong vòng 2 3 ngày ha. Mình phải nhận cái máy đi rồi mình mới điện thoại anh em mày hỏi nó hư cái gì mình mới sửa. Máy nào cũng vậy nên anh em yên tâm, khỏi cần điện hỏi mình máy tới chưa chưa tới gì ha. Tại vì mình là mình nhận được cái máy là mình phải liên hệ anh em rồi mình mới sửa máy, nên anh em yên tâm cứ máy nhận được là cứ có điện thoại điện à. Đó, tại vì điện thoại em điện cũng cũng máy à, em đăng ký điện thoại nên em gọi tối ngày khách khứa rồi lớp này kia nọ đó. Thì em đang mua máy sửa máy cứ alo mình ha. Thì giờ dòng này thì mình đi thôi, mình đi gửi mấy cục hậu đồ đó, mấy cái máy này lấy gì sửa sao, chứ bữa nay máy mới cũng chưa có lên được, hậu cũng không ai đặt. Bữa nay có được cây máy mới thì đó, thì nói chung là ngày nào cũng cây hay cây thì anh em cũng biết ha. Còn anh em nào mà mua máy hô gì mình không đổi, nãy mình có thấy bình luận một cái anh em cho mình số điện thoại mình gọi trực tiếp về điện thoại video luôn, anh em cần lên clip mình quay clip cho anh em xem luôn, chứ đừng có lên mà cứ bình luận chọn đủ, trong khi hai người không biết nhau cái gì hết mà vô bình luận chửi mình nói này nói kia mình cũng ứ áy náy lắm. Như anh em làm người thì anh em đang sống bình thường thì có khác nhảy vô chửi anh em thấy vui không? Đó, làm người có lương tâm tí ha, mình bán máy là tự bán tí sửa đó. Còn máy mới mà lỡ mua về có tục tặc rủi ro là mình sửa không ăn tiền gì ha, trong vòng còn cả 1 tháng 5 7 tháng gì cái gì 1 tháng tới nửa tháng gì đó. Còn anh em đi thời gian dài thì chập giật lột nước hư hao thì lỗi của anh em, thì mình cũng phải cộng từng đồ cộng phí chứ đâu có ai mà ấy. Đồ của em lắp là đồ mới 100% nên lúc nào làm giá máy ra bán cũng cao hơn mà sửa cũng sẽ cao hơn người ta, em nói thẳng một câu chứ không có lụm mà một em hít cũ ba cái này lẳng mẳng cũ mà gắn vô cho anh em ha. Còn mình sửa là mình sẽ combo hết máy chứ không phải mình sửa ví dụ hư con phết nè, như máy này hư con phết à, là nguyên nhân hư sao phết cảm này bọng nó cháy hay tụ này nó xì keo này kia nọ nó mới hư con phết này, chứ khơi khơi không có cái chuyện gì mà nó hư vậy, nó hư một cái ha. Nên mình sửa máy là mình sửa tổng quan hết chứ mình không phải sửa một con linh kiện như người ta. Thí dụ giờ anh em nói sợ gửi tới em sửa nhờ em sửa cái máy chạy cái lụm tiền thì ok, mình thấy khách này cháy mình thay vô lời gửi về anh em, thì anh em đi được mấy ngày chưa chắc là đi được ngày nào đó đã hư nữa.
Tại vì cái rủi ro vậy mà nó hư cái con này nó phải kéo con kia kia nọ nó mới hư con đó chứ không có đột ngột mà nó hư đó ha. Thì nói chung là mấy anh em nào mua đời sau này thì cái máy nó sẽ ngon hơn. Đời sau mình đổ keo à, hồi tối này mình quấn được mấy cái keo biến áp à, máy này máy xuồng à. Đó mình mới đổ keo là được 5 cái máy à, chưa lên được máy à. Là đổ keo nói chung là AB cứng ngắc à, từ tới tụ mà cái đời sau này đánh là nó đỡ hao bình hơn đợt trước là khoảng 60 luôn á. Mà điện áp rộng khoảng một, vẫn 1 mét, sâu 1 mét, cá phi bóp lụm liền ha. Còn đợt trước nó còn chạy 2 3 năm gì trước nó phải trao 2 3 vòng, nếu anh em nào có đi xịn mình biết. Trao 2 vòng 3 vòng ha, vòng gì đó nó mới chết cá phi. Nhưng mà vòng này giờ có phi xè là chết ha. Là mình cần chỉnh lại mới đời sau này thôi. Thì 2021 luôn mình sẽ lên máy dòng 2021 luôn. Mình đăng video đó, anh em nào cứ mua máy sửa máy alo mình. Từ máy bộ tới máy xuồng, máy Trung Quốc, vậy anh em nào muốn cần rồi thì vô nhà sửa này kia chạy. Còn anh em có một người gửi một cái máy một miếng áp mà nó gửi về sau hỏi gửi gì chỉnh sửa sao đánh không bằng hai miếng áp, tôi nói nếu mà bằng hai miếng một miếng áp, em nói thật nếu mà quấn ăn được hai miếng áp là em làm một miếng áp em bán rồi. Thằng thợ lúc nào cũng ưu tiên máy nào đi đầu người ta mới bán ra hiện trường thôi chứ không ai mà xách cái máy dởm cù bắp mà đi ra bán cho anh em đi xuồng người bán công mất uy tín đúng không, ai làm cũng vậy. Mình sẽ là cân máy cái nào ngon nhất mình sẽ đem ra mình bán hiện trường đó. Thì giờ dòng đi xuồng mình giờ chỉ có dòng hai miếng áp 49 và hai miếng áp 42, nhưng mà giờ bán 49 và 42 cũng không có video nào, giờ ít lắm, bán cho 100 cây cho giờ được cây 42 thôi, đa số lắp 49 ha, độ điện rộng này kia độ sâu hơn. Thì giá đá này hoàn thành là 37 ha, 37 gồm cái máy này với cò bóp cò đạp đây đó. Vài bữa đồ có thể về nữa mình sẽ quay tổng quan cho đồ cho anh em xem ha. Dù là mình không làm máy IGBT hoặc cầu hát nhưng mà mấy con linh kiện đó mình vẫn có hàng trăm mấy trăm con ha, tại vì để dành sửa cho anh em thôi. Chứ còn máy thí dụ cầu hát 8 đại dương này nó thật chứ cầu hát là đánh nước mặn phèn là 8 đại dương bán được cây thôi, năm 12 tháng bán cho được cây 2 cây á, nên cái dòng đó không có chuộng. Còn cái dòng giờ ta đi nó ngọt đơn giản giá rẻ mà hiệu quả bắt cao đó. Chứ còn cái máy kia giờ lắp bèo giá không phải 5 triệu lên chứ đâu, dưới lắp đâu có lời đâu. Với lại đồ đẹp là lợi dụng toàn là đồ mắc tiền với đồ mới 100% không à đó. Thì anh em nào có biết là gia công mình bỏ ra cũng vậy, đồ thiết mình đây nè, hàng lần chùm nha, lấy lần chục ký không, anh em có coi clip mình nói rồi. Còn anh em nào mà nói mình nổ ha, nếu mà mình nổ á mà mình bán máy với số lượng mình bán với mình sửa mà nhiều như vậy cũng nên nổ, nó thiệt bắt chước theo nổ đó. Nhiều người ta nói đủ cái miệng không à, không có cái gì á mà nói mình nổ này kia, mình nói mình xạo này xạo kia, mà trong khi mình làm máy thì đâu đó mình bán tối ngày máy móc nó lượng cái ký mình giờ được 3.000 nè. Còn anh em nào mà kiểu như nó giấu kênh ẩn kênh dẫn số lượng xem đăng ký là tại vì người ta mới tạo kênh ta mới ẩn, chứ người ta có dài lâu như em mà từ đó á. Còn mình lượng giờ mở lên đó anh em cứ bình luận vô đi, đàng hoàng mình trả lời mình đàng hoàng. Còn nếu mà thiếu văn hóa thì mình thôi, mình để cho mấy người khác người đòi dạy thôi chứ mình nói chi tới mệt. Người ta thiếu văn hóa mà nói với công mình, người ta cũng nói mình thiếu văn hóa. Thì dụ anh em nào nói chuyện hay bình luận nào đó hỏi mang, có nhiều người ta điện hỏi máy sửa sửa này kia mình cũng chỉ, mình nhiệt tình chứ đó, chứ đâu phải đấy đâu anh em. Ta nói ừ sao em nhiệt tình chứ còn tác người khác hỏi người ta nó không chỉ không biết gì đó. Nói chung là giờ đầy quan trọng mình làm được thì có khách, còn không được thì thôi chứ mắc gì đâu. Chứ còn anh em làm không được anh em cứ có khách nhiều sao có vụ đó ha. Đây mặt mình bán đây, dòng này cũng lâu rồi mình chạy tụ 8 web rồi nè, có đời sau này mình chạy 10 web hoặc 12 web rồi chứ không còn tụ tám này lên cũng lâu rồi. Đây mỗi lần mỗi đời mình cân chỉnh chút cái nào mà ngon nhất mình sẽ đem ra hiện trường mình bán mà đó. Còn máy thì vô luôn, máy này mà đánh các loại nước hết ra, chỉ có nước mặn là đi không được thôi. Còn dòng nước mặn thì dòng cầu hát kia mình làm cầu hát à đó, thì đi nước mặn thôi. Thì anh em nào có mua máy nào hay gì đó cứ alo mình ha, mình chào mọi người luôn. Giờ mình đi gửi máy thôi.